ี่สวัสดิ์หมดก็เรียกว่าเสียก็โรงนะฮัลโหลจะเอาฮานอยนะปาร์ตี้ก็ทุ่มก็มีแค่คุยกันตอนเย็นนะฝั่งมิงดึกชื่อไทยครับบ้านเรือนบ้านเรือนไทยcủa công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam và ban tổ chức sân vận động hàng đấy cùng chung tay quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung đang bị ảnh hưởng nặng bởi cơn bão lịch sử Hà Nội. Sau lời phát động và những nghĩa cử cao đẹp thể hiện tinh thần tương thân tương ái, quý vị theo nha. Ban tổ chức sân vận động hàng đấy đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả quý vị có mặt trên sân vận động hàng đấy ngày hôm nay. Số tiền quyên góp được cho trận đấu ngày hôm nay là 43.518.000 đồng. Vâng ạ, xin được nhắc lại là 43.518.000 đồng. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức sân vận động hàng đấy xin gửi lời cảm ơn chân thành tới những tấm lòng nhân ái, hành động thiện nguyện của mỗi cá nhân đã chung tay góp sức ngày hôm nay. Toàn bộ số tiền quyên góp ủng hộ này chúng tôi cam kết sẽ chuyển đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm kịp thời giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn, gia đình bất hạnh đang gồng mình trên cơn bão lũ. Xin trân trọng cảm ơn. À, Tấn Tài ra bắt tay, Minh Đức. Các đồng đội cũ ở Hà Tĩnh, ông Minh Đức đang phàn nàn với trọng tài với kết quả penalty mà Hà Tĩnh không được hưởng và cũng chưa thấy ra bắt tay huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm của Hà Nội. Bình thường thì sau mỗi trận đấu là bắt tay huấn luyện viên bắt tay nhau, à như vậy là Bầu Huyền xuống có bắt tay huấn luyện viên Minh Đức này. Dỉ ta nhau rồi. FC Thin, FC Chupi đấy. Vậy hôm nay có hai vấn đề, một là ông Minh Đức và ông Chu Đình Nghiêm không qua lại nhau, hai là ông Hiển xuống bắt tay Minh Đức của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sau trận thua trước Hà Nội, dì tai dặn dò bắt vai bá cổ rất nhiều điều. Hà Nội nhiều ân oán. Việc không bắt tay huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm của huấn luyện viên Minh Đức cũng là bình thường,